Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Nguyễn Tư, Người tù ở lại. Chỉ có những người ở trong nước mới có quyền nói về phục quốc. Ai muốn làm gì thì hãy trở về. Đây là câu nói của Trần Văn Bá, đọc tại hội trường Marburg 1976. Hà cùng đơn vị với Thức, hắn hiền lành đến mức người ta tưởng hắn dại khờ. Hắn là con trai mà lại giống mẹ như đúc, không hề giống bố một tí xíu nào. Cho nên Thức vẫn thường đùa hắn với một khoa bói toán rất thông thường, mà hắn chỉ nghe rồi cười hề hề. Tay mân mê sợ râu tướng dưới cằm, Thức nói: "Mẹ, tướng mày không khá được, gà mái quá. Con trai giống mẹ chịu khó ba đời, vậy mày phải còn hai đời nữa chịu khó nghe con." Ngày còn sinh viên, hắn học ngành xã hội bên một trường đại học tư. Dù sao cũng là nơi mà hắn nấp nha động viên tương đối an toàn nhất thời bấy giờ. Ông tướng Bùi Đình Đạm chắc cũng phải đứng xa mà nhìn, nhưng rốt cuộc rồi cũng hết lớp. Vì hết rất mau nên nó buộc lòng phải khăn gói quả mướp lên đường đi thăm đồi Tăng Nhân Phú, nơi được ông quân bưu gắn cho cái ám số KBC 4100. Ra trường tứ cố vô thân, chẳng có tài cán gì, lại nghèo rất mồng tơi. Xuất thân ở cái vùng đất gắn liền với sỏi đá, với bạo lục, với muôn ngàn tay trời ếch nước, cũng như Thức, nên hắn đành đi rùa ở các tiểu khu. Rồi mấy thằng cha tỉnh trưởng, sĩ đâu, đi đó. May mắn thì được đi các tiểu đoàn, rủi ro thì đi các phân chi khu, đóng đồng lèo tèo với vài chục thằng lính, người bản xứ. Mà hết phân nữa là lính kiển, và ít nhất cũng đôi ba thằng nội tuyến cài vào. Lòng phập phồng như ngồi trên đống lửa, người sĩ quan mới về, ngủ thì một mắt nhắm, mắt kia phải mở, giống hệt như những ông hiền Đông Phương ngày xưa, triết lý cuộc đời. Thức với Hà lại tình cờ bị sĩ vào một đơn vị, thế là Thức đã gặp con gà mái trở lại rồi. Sau gần một năm ở quân trường nắng lửa, Thức vẫn thường dặn dò Hà nên cẩn thận trong những lúc hành quân, vì hắn là con một của gia đình bố mẹ nó. Còn Thức có lỡ bày gì cũng không sao, vì anh em của Thức rất đông, thiếu gì người thay Thức làm cái công việc dễ dàng nhất là đẻ con để nối dõi tông đường. Hà chỉ mỉm cười và phản pháo lại bằng một niềm lo cũng rất ư là thơ ngây. "Mẹ, mày nằm xuống bỏ con Như Vân lại cho ai?" Thức cười ngất nói: "Mẹ mày phải đem hấp lại à, Hà ơi, mày ngu như gà mái. Đẹp như con nhỏ đó tao mà nhả ra khối thằng nhảy vô, tụi nó ở nhà trốn lính chỉ mong cho tao nhảy lên bàn thờ sớm sớm, để tụi nó làm cái bài tập hãy điền vào những khoảng trống sau đây cho dễ. Mày đừng lo, khổ quá đi con, phải hấp lại cho rồi." Rồi một hôm, tiểu đoàn của Thức và Hà tùng thiết để hành quân vào một vùng rừng thưa. Sau khi đã lục soát một vài túp liều lá của địch, chẳng thu được chiến lợi phẩm nào ngoài những nồi cơm còn đang lên khói, chứng tỏ bọn nó vừa mới ở đây. Thức nhìn thấy một đống vỏ đạn 12 ly 7 bỏ vừa vãi ở một góc liều, nên nói với Hà: "Hãy coi chừng nghe mày, có vỏ đạn Đại Liên ở đây thì không phải là du kích đâu." Chàng dặn Hà nên bám theo dấu xe thiết giáp mà đi, tránh những vết xe cũ bị mìn đó. Vậy mà sau đó chừng vài chục phút, Hà lại dặm phải một trái mìn con cóc của Trung Cộng, nơi một cái gò mối. Tiếng nổ vang lên kinh hoàng, Hà nằm quằn quại trên vũng máu. Chân phải của hắn bị nát ra như thân một cây chuối bị xe cán ngoài đường. Hà nằm bất tỉnh và được trực thăng đưa về bệnh viện dã chiến Tây Ninh. Sau đó đưa về bệnh viện Cộng Hòa, Thức có đến thăm, thấy Hà khóc nức nở như một đứa con nít và hắn nói: "Thà chết đi chứ tật nguyền thế này chỉ làm khổ người thân và cả chính mình." Thức an ủi: "Con người thân để làm khổ còn đòi cái gì nữa mày, như tao giờ muốn làm khổ người khác cũng không biết làm khổ giàu đâu. Lúc đó chắc như dân của tao sẽ khỏi phải có dịp để mình làm khổ rồi. Đôi khi nó lại thoát trước khi mình có cơ hội làm khổ nó. Như mày bây giờ, người đàn bà, tóc họ dài nhưng nỗi lòng họ ngắn, mày biết chưa?
Còn gia đình tao thì lú lấp lâu lắm rồi. Đã mấy năm nay tao không về, nên lỡ có bề gì tao cũng lặng thinh luôn cho nó khỏe, đỡ tuổi. Mày còn khá hơn tao nhiều, mừng đi, gà mái à, con trai mà khóc mẹ gì, im đi mày, dẹp đi, nhảm quá. Thằng Hà nghe nói thế bèn chồm lấy cái khăn treo ở đầu giường bệnh lau nước mắt, rồi ôn tồn hỏi chuyện về tình hình đơn vị, sau ngày nó bị thương, thức vẻ mỉa mai nói, ấp tiểu đoàn trưởng của mình đã được chuyển về làm việc tại tiểu khu, chắc cũng phải chạy chọt gì đó. Được cái chữ thọ nhưng cái chữ lộc thì phải ở tiểu đoàn mới có thớ. Chắc cha này muốn sống lâu mà nhịn đói cũng được. Cha tiểu đoàn trưởng mới, dân võ bị nên cách ăn nói cũng rất võ bị. Không biết đánh giặc ra làm sao. Chứ cái khoa nói thì thấy màu mè lắm. Bọn mình như thiên lôi sĩ đâu chơi đó. Lúc nào chơi hết nổi như mày á thì thôi. Cái chân của Hà bị cưa phía dưới đầu gối. Bó lại trông giống như một cây chả. Thức nhìn giây lâu thấy bùi ngùi. Bởi vì thức nghĩ, chắc cái phần chân dập nát kia, nó rất buồn. Khi nó đành phải lìa phần thân xác của Hà mà nó đã gắn bó mấy chục năm nay. Thức có hỏi Hà về cảm giác nguyên vẹn trong tâm lý học. Hắn có cảm thấy không kể từ khi hắn bị mất cái chân? Hà nói, có chứ, dạ, đó là điều làm tao đau đớn vô cùng. Bởi vì cái cảm giác đó, nó làm cho tao không ý thức được thực tại là tao đang mất một chiếc chân. Mày nghĩ coi, tao thường đưa cái chân cục lên và mang giày vào, hoặc từ trên giường tao nhảy phọt xuống đất như hồi còn lành lặn. Đến khi té ngửa vì mất thăng bằng, thì lúc đó tao mới chợt nhớ rằng mình chỉ còn con cái chân. Rồi Hà nhìn ra xa có vẻ buồn pha chút trầm tư nói, phải đợi đến lúc này mình mới có cơ hội kiểm nghiệm lại những điều mình đã học ở nhà trường. Cho nên, giữa trường học và trường đời muốn có một kinh nghiệm sống, mình phải trả một giá đắt quá. Thật mỉm cười cúi xuống cay đắng độc. Di dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẹo gập ghềnh khó đi. Có đi thì mặc khó đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời. Thức cũng có hỏi Hà về tình trạng của hắn và người con gái tên Liên học ở Gia Long ngày xưa. Hà lắc đầu làm thinh như không muốn nhắc lại. Một lát sau Hà nói trong vẻ tuyệt vọng, ở thời buổi này mà mơ một cuộc tình như người thương binh trong bài ngày trở về của ông Phạm Duy thì mệt quá. Bọn mình chỉ chiến đấu, sống chết và tàn phế với những tình cảm trong bài ca mà thôi. Ngày về đây, tao có gửi một cái thư tay nhờ một thằng lính của tao trao lại cho Liên ở đường Trương Minh Giảng. Nhưng Liên chỉ đến đây thăm tao có một lần, rồi thôi, lúc tao bị giải phẫu lần đầu. Thức suy nghĩ mông lung về một sự kiện có vẻ phũ phàng như thế. Rồi buột miệng hỏi Hà một cách tò mò trong tình thân. Và cũng từ đó chàng có thể làm một cái quy nạp cho như vân của nàng đang gắn bó lâu nay một cách vừa nồng thắm mà cũng vừa hững hờ. À, cái phản ứng đầu tiên khi Liên thấy mày nằm trên giường bệnh với cái chân cục như thế nào? Liên hốt hoảng và khóc. À, rồi sau đó thì sao? Tao mời ngồi, Liên chậm chạp và lặng thinh. Nàng có nói gì không? Không, chỉ lặng thinh. Và chợt nhớ ra một điều gì đó Hà nói nhanh. À, có nói rất ít. Dường như Liên chỉ nó hỏi tao có một câu. Câu gì? Câu, anh còn yêu em nữa hay không? Thì rồi mày trả lời Liên thế nào? Tao lặng thinh. Sao vậy? Vì lúc đó tao không biết phải trả lời sao cho ổng hết. Tại sao? Vì trả lời cách nào thì tao cũng tự thấy là tao lừa dối tao cả. Nói còn á thì tao không đủ can đảm. Mà nói hết thì tao lường gạt tao. Can đảm gì chứ? Tao không muốn người khác phải lúng túng vì mình nếu thật sự Liên không còn yêu thương tao. Lường gạt gì? Vì thật ra tao vẫn còn yêu Liên tha thiết, mà cái chân cục của tao là một trợ lực. Mọi hoàn cảnh đã đổi thay trong nháy mắt. Nó như một định lý trong toán học, tình yêu là hàm số của hoàn cảnh. Tao không thể nào mường tượng được một thứ tình yêu như người ta nói. Làm gì có chuyện có anh thương binh lấy vợ hiền lành, hoặc mơ mộng hơn. Ngày lạnh lùng có đôi uyên ương sống đời mặn nồng. Mày nghĩ coi, lấy vợ đã là điều khó rồi. Đối với người thương binh tật nguyền như tao, mà sống đời mặn nồng lại càng khó hơn. Bởi vì, theo luận lý, sẽ chẳng bao giờ có cái mặn nồng trong một hoàn cảnh tưởng nó đã không mặn nồng với tao. Bây giờ là cái chân cục thì tất nhiên tình nó cũng cục theo. Không thể có gì khác hơn. Nên tao chọn thái độ lặng thinh để bớt khó cho người ta cũng như cho mình.
Vậy thì mày có thể hiểu nổi những giọt nước mắt đó của Liên hay không? Lúc gặp mày lần đầu tiên trên giường bệnh, không hiểu rõ lúc đó, nhưng giờ thì biết rồi. Thời gian vẫn là cái thước đo chính xác nhất của tấm lòng con người. Nhưng cảm nghĩ ban đầu là gì? Tao nghĩ có ba lý do để làm cho một người đàn bà họ khóc trước tai họa của người yêu họ. Một là lòng thương hại, vì dù sao trước đó họ đã thực sự cho nhau một phần đời sống của nhau rồi. Trong đó tình cảm là thứ của cải mất nhau nhiều nhất, đôi khi họ xài như một thứ quỷ chung. Cho nên cái đau đớn của người này nó đụng đến trái tim của người kia, vì nó rút ra từ cái quỷ chung đó, quỷ càng lớn lòng thương càng nhiều. Hay là họ thấy họ sắp chịu thiệt một điều gì đó từ cái tai họa của người kia. Nếu phần tình cảm của họ bị lấn át bởi lòng ích kỷ, nói rõ hơn, họ khóc vì họ thương chính bản thân của họ, thương cái lận đận, cái nổi trôi của đời họ nhiều hơn của kẻ khác. Còn ba là trường hợp này rất hiếm, họ chia sẻ tận cùng nỗi khổ đau của người yêu họ, cũng như chính họ. Vì họ đã tan loãng ra với nhau làm một, không thể phân ly. Người là họ mà họ là người. Vậy thì Liên của mày ở trường hợp nào? Ở hai trường hợp đầu, nghĩa là vừa thương hại vừa ích kỷ. Sao mày bỏ đoán thế? Vì nàng chỉ đến thăm tao có một lần rồi thôi. Nghe mấy thằng lính của tao nói thấy Liên thường đi chơi với một kẹp khác ở giữa Sài Gòn, cách đây không lâu. Cũng có thể không phải kép đâu, đôi khi là bà con hay bạn bè, không lẽ phũ phàng đến thế hay sao? Hà cười khẩy tay sờ sợi râu tướng dưới cằm nói, cứ cho là như thế đi, để đời nó yên vui. Đôi lúc tao cũng muốn mình trở thành con chó sói với dàn nho xanh của ông La Fontaine, cho tâm hồn mình được thanh thản, dù con số một trong cái bảng thứ tự ghi dấu số lần thăm có Liên ở đây. Không cho phép tao mơ ngủ hoài về một thứ tình người, chứ đừng nói đến tình yêu. Cũng tội người ta, Liên còn trẻ quá mà mày. Chứ tao có nói gì đâu, tao đang tập quên mọi thứ kể cả cái chân què. Nhưng mày nghĩ coi, tao có ép Liên phải gắn bó với tao như ngày xưa còn nguyên vẹn đâu. Không đối xử được với nhau như tình yêu, thì cũng coi như tình người chứ mày. Dù tao tật nguyền thật, nhưng tao vẫn là người đó chứ. Một thứ người đáng lẽ phải được chia sẻ nhiều hơn lúc bình thường. Nhất là một người như Liên, dù sao thì... lại một bài kiểm nghiệm đắt giá nữa. Thức mỉm cười, mỉa mai nói thế, làm cho Hà cũng rã rời cười theo. Nụ cười nặng nề, méo sạch, như cái phần đời hẩm hiu của người thương binh, cộng thêm đôi nặng gỗ, dù với loại gỗ cũng được tính toán thế nào để cho nhẹ bớt nỗi đau thương của kẻ tật nguyền. Sau lần thăm Hà cuối cùng đó, Thức trở lại đơn vị, với những nỗi trôi của cuộc đời lính chiến, làm cho chàng quên đi mọi điều, trong đó có người bạn cục dò, bị người tình phụ bạc ngay trong lúc còn nằm trên giường bệnh. Và Như Vân lúc đó cũng không yêu Thức đủ nồng nàn để đợi chờ ngày chàng trở về đời sống dân sự. Điều ấy Thức không muốn trách móc gì cả, vì giữa cái đợi chờ lý tưởng mà vô vọng và cái bước đi không lý tưởng mà tạm chấp nhận được, thì người ta sẽ lựa chọn điều thứ hai khi cái quả cân đã có vẻ nghiêng về phía lòng ích kỷ. Thế rồi, ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, Thức cũng không cần nhớ đến những bận tâm nào đã đi qua đời mình. Khi chợt khám phá ra rằng cuộc đời chỉ là một chuỗi ngày của ước mơ không liên quan gì tới thực tế, như Liên của Hà, như Như Vân của Thức ngày xưa. Nó đã trở thành những tình cảm bình thường đến không cần tra hỏi, không cần ngạc nhiên. Mọi chuyện lùi dần vào quá khứ của lòng mình như những câu chuyện thần thoại của tuổi ấu thơ. Và một ngày sau năm 1975, Thức tình cờ gặp lại Như Vân nơi bến xe của một tỉnh lẻ trong một hoàn cảnh rất đỗi đau lòng. Khi Thức nhìn thấy nàng rất tả tơi, ngồi cúi đầu trên cái rổ ổi, như kẻ mưu sinh để sống qua ngày. Như Vân già và xấu đi nhiều quá, nàng mặc một chiếc áo bà ba nâu, loại vải thô đã có nhiều tấm vá, mái tóc cắt ngắn đầy bụi bặm, chiếc nón lá bung bành đặt giữa kế bên. Đôi chân trần đầy cát bẩn làm Thức mỗi lòng đến phát khóc, như dân ngày xưa của chàng đó hay sao. Những ngày sau này, dù chẳng lần nào gặp nhau nữa, kể từ lúc Như Vân đi lấy chồng một cách lặng lẽ, Thức thỉnh thoảng cũng có nghe bạn bè nói về nàng,
nhất là khoảng thời gian sau 1975. Thức biết đại khái chồng của Như Vân là một ông quận phó, tốt nghiệp từ trường quốc gia hành chính, có đi học tập mà chưa về. Nàng có được hai đứa con và hiện sống ta túc với gia đình chồng người Bắc một cách khốn khổ. Hai người đã tình cờ gặp nơi đây như là những an ủi sau cùng của những kẻ yêu nhau mà không trọn. Họ đều ngỡ ngàng nhìn nhau đến nghẹn lời, bởi vì mọi chuyện đều ở ngoài suy nghĩ của họ. Như Vân có ngày xưa áo trắng sân trường và thức sĩ quan trước đây với hai hoa mai đen nơi cổ áo. Bây giờ chỉ còn là những mộng mơ của thiên đàng đã mất. Thức ngồi xuống bên Như Vân như thuở xưa. Như Vân nhìn Thức đăm đăm, như đang mường tượng đến một điều gì mà nàng muốn kéo về hiện tại thật nguyên vẹn. Thức lấy cái nón rơm đầy sình gạt đi những giọt mồ hôi trên trán và đưa tay mở hạt nút cổ áo tri di rách tả tơi như cuộc đời chàng đã trải qua 4 năm tù ròng rã. Như Vân rưng rưng và cúi xuống nhiều lần như để che đi những xúc động bất ngờ. Thức cầm điếu thuốc vàm cỏ nhàu nát bâng bê trong lòng bàn tay mà cũng chẳng nói, chỉ biết nhìn và nhìn. Một lát sau Như Vân cố nén những nghẹn ngào hỏi, anh có được khỏe không? Khỏe chó gì được em, nó đầy cho tàn mặt luôn. Bây giờ anh ở đâu? Ở vùng kinh tế mới cái tắc. Có xa lắm không? Không có tên trên bản đồ, đi hết một ngày ghê. Anh làm việc gì? Làm ruộng. Nổi không anh? Không nổi cũng phải nổi. Anh ở với ai? Ở mình. Sao vậy? Thì một mình chứ sao? Anh không chịu lập gia đình. Ê, gia đình là cái quái gì mà phải lập chứ? Anh vẫn lất cất và ngang bướng như xưa. Chứ sao, chỉ có em là khác là đổi thay. Anh mỉa mai em. Không đâu. Tốt nghiệp em, hơn 5 năm rồi, gặp nhau anh không có điều gì khác hơn để nói với em sao? Nói gì bây giờ? Anh chưa hỏi gì về em hết. Hỏi gì bây giờ? Thí dụ đời sống. Ê, không cần lắm. Tại sao? Vì ai cũng như ai. Nhưng mỗi người chịu đựng cuộc đời một cách khác. Sự chịu đựng nào cho bằng sự chịu đựng nỗi cô đơn của chính lòng mình được khỏa lấp bằng những lẳng câm. Em hiểu. Hiểu sao? Hiểu từ sự tuyệt tích của anh kể từ khi em đi lấy chồng, tuyệt tích trong những 5 năm trời. Tâm màn đã buông xuống rồi, anh nghĩ người diễn viên phụ chỉ nên bước xuống là hơn. Anh làm rồi anh Thức. Làm sao? Một vở kịch câm không cần sân khấu cũng không cần tấm màn, nên không có chuyện nó đã buông hay không buông. Đừng nên bao giờ biện hộ cho một sự đã rồi. Hãy bình yên với những quyết định ban đầu, đừng làm thế như Vân. Không cần phải làm như thế đâu anh, vì chúng mình gặp nhau một cách tình cờ, không có trong bản chương trình của đời sống. Nhưng mặc cảm tội lỗi con người nó lại nằm ở lương tâm. Lương tâm là cái gì chứ? Là phần sâu thẳm của con người mà Thượng Đế đang ngự trị nơi đó để trừng phạt chính con người bằng những ăn năn. Thượng Đế sẽ thương em nhiều hơn nếu Ngài có thật. Một người khác đáng thương hơn em. Không phải thế đâu anh Thức. Thế thì sao? Anh không hiểu nổi đâu, cũng như anh. Em lựa chọn sự yên lặng cho đến bây giờ. Nói đến đó Như Vân bùi ngùi cúi đầu thấp hơn. Tay Vân vẫn mân mê những trái ổi bóng lượn. Có những đốm đen trong muốn cắn vào đó, như ông Adam đã cắn vào trái cấm của bà Eva ở vườn địa đàng. Chợt Như Vân chọn một trái ngon nhất đưa cho Thức, nói một cách ân cần như ngày yêu nhau. Anh cầm một trái ăn đi, ổi xá lị ngon lắm. Không đâu, anh không thích ăn ổi. Sao vậy? Em không phải bà Eva đâu mà anh sợ. Nụ cười Như Vân lúc đó buồn thiu, dù có phải đang nói một câu bông đùa. Không phải sợ bà Eva, nhưng ông Adam đã chết từ lâu rồi. Ông Adam chết rồi bỏ bà Eva lại cho ai anh? Eva đã giết chết ông Adam không thương tiếc rồi mà. Chúa ơi! Rồi Như Vân nói giọng năn nỉ. Thôi, cầm trái đi cho em vui. Món quà của 5 năm xa cách đó anh. Vừa nói Như Vân vừa chồm tới, cố nhét trái ổi vào túi nơi ngực Thức đã có những lỗ rách, để lộ ra những miếng giấy vấn thuốc bèo nhèo. Giọng Như Vân buồn buồn hơi xa xăm. Dường như anh có một người mẹ, phải không? Tại sao em biết? Em có gặp bà ấy cũng đã hơn 5 năm rồi. Trước khi em đi lấy chồng trong lặng lẽ, như anh đã thấy.
Em gặp ở đâu? Tại nhà em. Sau câu nói đó, Thức trở nên lúng túng về một sự kiện đột nhiên như thế, và chàng hiểu được những gì đã xảy ra. Bởi vì có lần mẹ chàng đã cằn nhằn về mối tình giữa chàng và Như Vân. Trong một dịp về phép, bà có vẻ chê gia đình Vân không thuộc loại gia thế như ý bà mong muốn. Vân ngồi lặng thinh, rồi ngước lên đưa tay vuốt lại mái tóc, nói giọng rưng rưng. Bây giờ anh còn trách em nữa hay không? Anh không trách em đã lâu, dù anh không hay biết gì về việc này. Đâu phải lỗi của anh Như Vân. Chính vì thế mà em vẫn còn, vẫn... Thôi, Như Vân, mọi chuyện đã qua rồi từ lâu. Em đã có gia đình. Biết bao giờ cho rồi, và gia đình là cái quái gì, như anh đã nói với em lúc nãy. Em còn nhiều chuyện để lo hơn mà. Em biết nên trong suốt 5 năm nay em vẫn lặng câm vì em muốn cho anh ghét em thậm tệ, ghét như anh Hà đã ghét bỏ chị Liên. Không, Hà không ghét Liên đâu, chỉ buồn như anh. Sao vậy? Vì có lần anh nghe Hà nói, nếu nó là Liên thì nó cũng sẽ lựa chọn con đường đó, và riêng với bản thân nó thì nó cũng có bổn phận chối từ trong trường hợp Liên thủy chung. Cả hai người đều có cái lý của họ. Có điều, hãy chia sẻ và tha thứ cho nhau thì mới thấy cuộc đời này còn có lý do để cho mình tiếp nối. Trong một phút trầm ngâm từ cuộc tình của bạn bè và của chính mình, Như Vân trở nên băn khoăn và chợt hỏi giật lại, như vừa muốn biết một điều gì đó mà nàng đã có ý tìm hiểu từ lâu. À, mà anh Hà giờ này ra sao anh? Tội cho anh ấy. Em có thấy ảnh đôi lần trong quán cà phê ở đầu hẻm nhà em. Trông anh ấy có vẻ buồn và đầy râu xòm xòm. Nó chết đã mấy năm rồi. Trời ơi, sao vậy anh? Đã tiêu một cái giò, mất một người tình rồi. Trời, tội quá. Nó bị xử bắn. Nỗi kinh khiếp tràn lên nét mặt của Như Vân sau khi đã nghe tin Hà chết, mà còn chết vì bị xử bắn. Nên Như Vân hỏi nhanh trong nỗi vừa thương tâm vừa ngạc nhiên cùng cực. Bởi vì Hà đã là một kẻ tật nguyền từ lâu rồi. Ai bắn vậy anh? Bọn quản giáo chứ còn ai nữa. Trời ơi, ảnh giải ngũ vì tàn phế lâu lắm rồi mà. Vẫn học tập như thường, vì cái chân cục được chúng nó xem là có nợ máu rõ ràng. Tụi nó mà ai nó lại không nhốt đâu em. Đàn bà con nít chúng còn nhốt nữa mà. Ảnh cục một giò mà làm quái gì ai được đâu. Chính vì bị cục giò nên phải chịu chết trong trường hợp đó đó em. Sao kỳ vậy anh? Câu chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm. Ngày anh vẫn còn học tập chung với nó lận kìa. Vào một buổi chiều trong mùa mưa năm đó, một toán lao động ở trại anh, trong đó có thằng Hà, đã nổi loạn đọt súng của vệ binh giết chết bọn chúng ngoài đồi khoai rồi tẩu thoát vào rừng. Theo kinh nghiệm của bọn anh, thì tụi vệ binh nó rất ngại mưa, có lẽ vì đời sống lè phè sau chiến tranh làm cho tụi nó trở nên lười biếng. Nên mỗi lần thấy trời mưa to, mưa rừng mà em, mưa như cầm chỉnh đổ, là tụi nó co ro trong áo mưa, kể cả súng nữa, vì chúng sợ về chùa dầu mất công. Do đó anh em lợi dụng thời cơ, một số ôm chặt ngang hông, mấy thằng vệ binh lục bùng trong áo mưa, tóc khác cầm sẵn phăng vào đầu tụi nó chết tốt, rồi kéo nhau chạy trốn vào rừng. Thằng Hà chỉ có một giò làm sao chạy được. Sau này, nghe có anh em thoát ra kể lại rằng, lúc đó họ cõng thằng Hà chạy theo. Nhưng đường nối lởm chởm, anh em lại kiệt sức lâu ngày, nên làm sao mà đưa nó đi xa được. Vả lại nó cũng tự thấy nó gây trở ngại cho anh em nhiều quá, trong việc tẩu thoát nên nó quyết định ở lại. Lúc đó anh ở dưới trại nhìn lên đồi, thấy mưa mù trời, và một lát sau thì nghe tiếng súng nổ giòn giã. Anh biết anh em đã trốn trại và thực sự lo ngại cho thằng Hà quá. Quả vậy, đến chiều thì tụi vệ binh ở đồi bên cạnh phát hiện được cuộc nổi loạn, nên chúng báo động lục soát khắp nơi. Bắt được thằng Hà rồi hạ sát tại chỗ. Xong chúng lấy dây mây trói lại, xỏ đòn khiêng về liễn nơi cầu cờ như một con heo. Cả trại đều ngẩn ngơ và âm thầm cúi đầu cầu nguyện cho linh hồn có người bạn tù xấu xấu. Nhìn lại một đời của nó, anh cũng chẳng biết nói ra làm sao nữa. Không biết Liên nghe được tên này cô ấy sẽ nghĩ gì về nó. Lúc đó Thức nhìn qua thấy Như Vân đã khóc từ bao giờ. Nước mắt Vân tràn qua những kẻ tay gầy gò của nàng. Thức cầm lấy tay Vân an ủi. Mỗi người một số mệnh mà mình không thể nào cưỡng lại được em à. Em vẫn nổi trôi như đời quá bủa và trong lòng vẫn văng vọng hoài một lời nói nào đó mà anh biết không đẹp đẽ gì của mẹ anh. Anh biết lời nói đó cũng không phát xuất từ lòng thù hận của bà
mà bà chỉ thương anh như trăm ngàn bà mẹ khác trên đời này một cách không phải chỗ. Còn anh cũng kéo lê đời sống với những buồn tủi riêng tư, không dám nói với ai, kể cả với em. Cộng với những năm lính, những năm tù như trâu ngựa. Còn Hà với những đắng cay như em đã thấy đó, một người đi hết bất hạnh này đến bất hạnh khác trong lòng bao dung, để cuối cùng bị giết thảm như một con heo. Còn Liên không biết đã trôi dạt phương nào, với đời hạnh phúc hay cũng chỉ là chẩn quan khiên trong cái mặc cảm tội lỗi đổ xuống từ số mệnh của Hà. Mẹ anh thì đã chết từ lâu rồi. Thôi à, thì mỗi người một cảnh đời. Và hãy tự tìm cho mình một cách có thể chịu đựng được chừng nào hay chừng ấy. Chứ biết sao giờ em. Còn gặp được nhau trong cuộc đời chiều nay, còn nói được những nỗi lòng, những điều mình muốn nói. Biết và hiểu được, chia sẻ được cho nhau đã là may. Hạnh phúc chỉ là một từ ngữ, đáng lẽ không được ghi chú trong cuốn từ điển của cuộc đời. Cho nên chúng ta cũng đừng hoài công tìm kiếm, khi nó lại ở ngay trong đôi mắt của từng người. Nơi đó người ta có thể thấy được bóng dáng của chút lòng thành, chỉ khởi sự từ tình yêu thương giữa những con người. Buổi chợ hôm nay em chẳng bán được quả ổi nào, nhưng anh nghĩ đôi mắt em có thêm hạnh phúc. Mà 5 năm rồi nó đã xa đi. Có lẽ niềm hạnh phúc ước mơ có thật ở đời này là lòng hy sinh, sự tha thứ cho nhau. Như em, như Hà và như anh thôi. Thôi, em về kẻo tối, còn lo cho con. Anh cũng về một nơi mà sẽ chẳng có em đời đời. Nhưng anh vẫn mang theo đôi mắt của em đầy những bao dung. Đối với một người như anh, đã mất mát quá nhiều. Trong đó có em, dù trong tận cùng nỗi lòng, thật tình chúng mình vẫn có nhau. Thức đứng vụt dậy, nhưng chừng không muốn kéo dài những giây phút bình trịnh cho nhau. Như Vân cũng đứng lên theo và bước nhích tới. Thức đi lùi từ từ, tay cầm cái nón rơm vẫy chào Như Vân lần cuối. Rồi bước nhanh lên một chiếc xe đò cũ kỹ đã chật ních những người đang rồ ga phì khói xanh xao. Lẫn trong tiếng la om sòm của thằng Lơ đứng nhồi người ra ngoài, Thức nhìn lại thấy Như Vân đang đứng bất động. Tay cầm cái nón lá rách tả tơi úp vào người ngẩn ngơ, như tượng đá đầu non. Bên cạnh cái rổ ổi lạc loài còn dính những chiếc lá héo quăng queo, lay động nhẹ dưới cơn nắng chiều buồn hiu hắt. Tác giả Nguyễn Tư, ngày 6 tháng 3, 1987. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.